Hi, hello anh em. Chào anh em đến với kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay mới có một lô chiến dịch về cho anh em chơi, chiến dịch inox 100% inox nha anh em, không pha lẫn tạp chất sắt hay là nhôm hay là gì hết. Chiến dịch là đường kính 72 lá thái, chiên cho dòng G2D đến 32cc Xenon. Đó. Đây khi anh bán cho anh em là mình đã để lên căng chiến dịch, căng chỉnh hết nha anh em. Đó, anh em thấy lá không? Cực kỳ rút nước nha. Chạy do những dòng mà máy nhỏ chẳng hạn như là G2D á, thì nó rút nước kinh lắm nha anh em. Lực hơn là những lá bình thường nha. Dòng lá thái móc nước rất là nhiều. Anh em canh xăng canh gộ lại là chạy bao ngon, giá rẻ học sinh cho anh em luôn. Còn đây là dòng ba lá, chiên dịch cũng inox luôn nha anh em. Cái chiên dịch này thì nhỏ hơn chiên dịch hai lá. Thằng này khoảng 66 67 thôi anh em. Ba lá. Thằng ba lá này thích hợp cho chạy dòng máy nhỏ dưới G2D nha, máy xịt thuốc hay là máy cắt cỏ bình thường. Hoặc là anh em có thể sử dụng điện điện cấu hình từ 6S trở lên nha. 4S anh em đi motor lớn, anh em đi con này vẫn được. Đường kính rất là hợp lý. Khi mà anh em mua anh em có thể kêu mình là mài xuống nhỏ xuống cho anh em cũng được luôn. Tùy theo cái nhu cầu anh em xài ba lá. Lá này thì lá bình thường thôi chứ không có móc thái, móc giống như là cái luồng nước thái nha anh em. Đó, con này là hai lá thái nè, thì nóc hoàn toàn nha anh em. Cái này chưa có đánh bóng nha. Đánh bóng nữa thì nó bóng len keng luôn. Bóng là soi gương được luôn nha anh em. Thì ở đây mình có hai chế độ, là một là dân găng nè anh em. Anh em thấy găng không? Găng 6 ly. Hoặc là bắt con chó thao. Khoan lỗ không có găng bắt chó thao. Đó, tùy theo anh em sử dụng thôi. Cái ba lá này chưa có mài lại nha anh em, chỉ là hàng thô thôi. Đây nè, bỏ lên căng là mình căng động tâm nha anh em. Không gung cốt, không chạy cốt nha. Đó, anh em thấy nó quay mượt không? Rất là mượt nha anh em. Nó quay không biết đến khi nào mà nó dừng luôn. Đó, anh em cần liên hệ nha. Rồi bye bye, hẹn gặp lại anh em ở video sau.